các bạn ơi, bún xào chay nó có ngon hay không là cũng phải nhờ một chút xíu bí quyết nha các bạn. Bún thì chúng ta không nên trộn bằng nước sôi đó, mà chúng ta bỏ rau thì chúng ta xào trước nêm gia vị rồi mới bỏ đậu hũ vô, thì đậu hũ nó không có rút dầu, đậu hũ nó rút dầu lắm nha các bạn đó. Rồi chúng ta bỏ bún vô thì cái rau mà nó ra nước á là bún nó sẽ rút vào, nó làm không, nó làm cho bún không có bị nhão, không có bị ngấy đó, ăn rất là ngon. Đây bây giờ các bạn cùng làm cùng ăn với mình nha. Chào các bạn ơi, hôm nay mình ăn bún gạo xào chay đi nha các bạn. Thì đây mình có rau cần nè, giá nè, một ít cà rốt, bắp cải, mình để vô cho nó ngọt. Bún gạo nè, đây là đậu hũ mình chiên xong rồi nha các bạn, chiên xong rồi. Thì bây giờ mình sơ chế tất cả những nguyên liệu này, mình rửa, rửa sạch, cắt, cắt nhỏ ra. Còn cái này thì mình ngâm, mà ngâm nước lạnh chứ không được ngâm nước sôi. Các bạn trộn nước sôi thì các bạn xào nó dễ bị nhừ hoặc là nó ra nước không ngon nha. Nước ngâm nước lạnh vừa dịu lại là mình xào được rồi. Khi mà mình xào á là dao rá này nó ra nước, bún nó hút trở vào nó mới ngon. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta bắt chảo lên chúng ta xào bún nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta bỏ vô 2 muỗng dầu ăn nè. Mình xào rau nhiều lắm, vuông rau rồi bỏ hành vô thử nha. Rồi chúng ta có thể bỏ rau vô được rồi đó. Đậu hũ chúng ta bỏ sau đi ha, chứ bỏ trước là nó rút dầu vô hết, ăn ngán lắm. Để rau nó ngấm gia vị rồi chúng ta bỏ đậu hũ vô. Mình xào theo kiểu này thì rau nó ra nước bao nhiêu thì bún nó hút lại bao nhiêu nha các bạn. Ăn nó không có ngấy, không có ngậy, không có nhừ bún. Chúng ta có thể bỏ bún vô được rồi đó, để từ từ. Bỏ chung với là rau. Rau mà nó ra nước bao nhiêu là bún nó hút vô bao nhiêu. Rau bỏ từ từ vô nha các bạn. Ở giá đó. Bột nêm nè. Các bạn thích ăn tiêu thì các bạn bỏ tiêu vô ha. Còn nhà mình thì hết tiêu rồi. Một miếng và chút xíu đường nha các bạn. Chút xíu thôi. Nửa muỗng đường. Chúng ta bỏ bột nêm vô là rau nó xìu xuống. Xìu xuống, trong khi nó xìu xuống nó ra nước thì bún nó sẽ hút vào. Ăn cái bún nó ngọt, nó ngon, nó đậm vị hơn là mình luộc trước. Đậu hũ vô xào lên. Rất là ngon luôn. Trong nấu ăn lúc nào chúng ta cũng có cái bí quyết nha các bạn. Không có bí quyết là nấu nó không có ngon. Cũng bao nhiêu đường bột ngọt, cũng bao nhiêu đường thức ăn đó, nhưng mà nấu nó không có ngon. Rồi còn bún bao nhiêu chúng ta bỏ vô hết. Chúng ta trộn lên. Rau nó vừa chín tới thì bún nó cũng đã vừa nở.
cồn lên ha, rồi các bạn nêm nếm trở lại. Rất là ngon luôn. Nhưng mà các bạn phải làm lớn lửa nha, đừng có làm nhỏ lửa quá không ngon. Ở Sài Gòn con rể mình nó thích ăn món này lắm các bạn. Bữa nào cũng mẹ họp con họp bún xào chay bán lề đường. Ăn món này nhớ nó nè. Sắp được rồi đó các bạn.